đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời thì nắng rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin sống này vào năm mùa mà không mất đi. Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Chọn kiếp này ai theo đường sự sống chọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiền vinh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này trái tim vàng của Chúa yêu thương, ngày ra tư suối tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru êm ái, tên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết.
dòng sông nuôi con khôn lớn, nay sông về nguồn bỏ bên bờ vô thương nhớ. Chúa sinh ra mẹ từ cát bụi, trọn kiếp sống nay mẹ bỏ cõi đời, mà những cơ rua ơi thương mẹ Chúa đưa mẹ về trời, con như con bé dại. Buồn ra niềm đau nhưng con vững tin, chốn ấy trời cao mai con có mẹ. Cho đến hoàn thành đều nhờ với ơn Chúa. Amen.
Chúng ta cầu xin Chúa cho người chị em này đã ấm nước mình Chúa Kitô là bánh hằng sống, được Chúa cho sống lại trong ngày sau đây. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi mà người này đã sai phạm vì sự mỏng giọt của loài người, để người chị em này được xứng đáng hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại được trên dưới ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho anh chị em chúng ta đang họp nhau nơi đây trong niềm tin, được Chúa cho toàn thể trong vinh quang nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây chúng ta cùng nhau cầu xin Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, đi Cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng khiến chúng con cho phải sự dữ. Chúng ta dẫn lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho con Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cầu cầu lòng nhân từ và quyền năng của Chúa, và xin cho người chị em của chúng con được chia sẻ vinh quang với Đức Kitô, đó là chiến thắng sự chết, và xin cho bà Maria được tham dự vào đời sống phục sinh của người đến muôn đời. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, khi tác thành vũ trụ hữu hình, Chúa đã ban phúc cho tất cả. Khi ngôi lời tập thể, Chúa còn thánh hóa cách là lùng hơn. Cúi xin Chúa chúc phúc cho chiếc quan tài này, để trở nên nhà đàm cho thân xác người chị em chúng con là bà Maria, trong lúc chờ đợi ngày quang lâm hy vọng của Đức Kitô đang được cơ thiếu Đức Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúng con hằng nhớ Chúa là Đấng đã làm chủ sự sống và sự chết, là Đấng là Đấng cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, cất tiếng tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Và thực sự Chúa đã ban cho chúng con hy vọng chắc chắn khi Chúa phục sinh Đức Giêsu Kitô từ cõi chết. Giờ đây xin Chúa đã thương chúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong gia đình khi mang lấy thì hiệp thông mới được qua đời trong những hy sinh và cầu nguyện cho người quá cố. Đồng thời khi mang lấy những tang phục này, những người còn sống liên tiếp trong yêu thương luôn tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa, hướng về Chúa là ấn tổng nhất có thể cứu con người khỏi sự tội, sự chết và sẽ đưa con người đến sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con đã rơi vào sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội lão hãy thôi được, với Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa ban nữa. Vì người lớn nhân hành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, sẽ làm dân người thay thầy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn đoàn ý tới đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn ra khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán thầy rằng con hãy xin thì con sẽ được. Hãy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn ở liên ngục. Xin Chúa kia đời con cầu xin kêu an cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em hàng yêu con.
Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên amen. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn Maria chúng con qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Chí mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng hướng đâu vô cùng nâng cao. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn Maria chúng con qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Chí và Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng hướng đâu vô cùng nâng cao. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn Maria chúng con qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Chí và Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng hướng đâu vô cùng nâng cao. Chúng con trong cài đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chớ chê cho bao đời chúng con quyền trong cơn gian nan thiếu thốn Đức Nữ Đồng Chí điển minh sáng ban. Lạy trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Xin con sợ chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tình giơ thánh Đức Bà Maria. Thánh Giô-se là hoàn thành sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Xin cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Phanxicô Xavier. Xin cầu cho chúng con. Lạy bà Thánh Teresa hài lòng Giê-xu. Xin cầu cho chúng con. Lạy bà Thánh Tư Đạo Việt Nam. Xin cầu cho chúng con. Thiên danh Cha và Con và Thánh Thần Amen. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh giá xin Chúa chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần Amen. Chúng con xin sao con vẫn nghẹn ngào.
Chúa chính là người mẹ của con. Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình xót thương cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương. Chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Con hằng nhớ từng tiếng mẹ hiền hát ru, nhịp hát nhẹ nhàng đôi đầu cho đời con bao ước mơ. Con hằng nhớ chiều sớm mẹ dìu đoàn con nhịp chân về chốn thanh đường, tụng ca dành Chúa tình thương. Chúa chính là người mẹ của con. Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình xót thương cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương. Chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Đời chúng con là chốn mẹ hằng khấn nguyện cho đoàn con luôn vững lòng trong tình Chúa. Hạnh phúc chẳng hề đổi thay, mẹ con gặp gỡ xu vầy, niềm tin kiên vững chẳng lay. Chúa chính là người mẹ của con. Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình xót thương cho mẹ con sống trên thiên đường. Thưa thầy, con là thầy điều là kính thưa thầy kiến việc là Maria rời bỏ chúng ta để cùng Chúa một cách vội vã là điều mà chúng ta không từ trước được. Tuy nhiên trong cái nhìn của đức tin thì bà chỉ ra đi trước chúng ta thôi. Và với nhiều người thì được ra đi như bà Maria là một cái ơn duyên. Sau khi bữa ăn trưa, bà nói rằng tôi mệt nên giường nằm đi, và rất nhẹ nhàng rời bỏ khỏi đường này. Không phải ai cũng được cái điều tốt lành như vậy. Mặc dù chúng ta phải rời xa bà một cách đột ngột là một điều đau xót với những người ở lại, nhưng trong cái niềm tin thì chúng ta biết rằng bà đi trước chúng ta về nhà cha trên trời, và bà sẽ gặp chúng ta ở nơi mà tất cả chúng ta đều muốn đứng ở đấy là phúc chính thức như nhà. Trong niềm bất bát đau thương này, cùng với cha phó, với thầy sứ, đưa đồng bộ giáo sứ và toàn thể cộng đoàn dân đạo, chúng tôi chân thành thân yêu với tạm quyết về sự bất bát đau thương này. Chúng tôi cũng xin hợp ý với gia đình cầu nguyện cho bà Maria, cầu nguyện cho gia quyến, cho việc tổ chức an táng cho bà được mọi sự tốt đẹp. Và trong niềm tin chúng ta cùng hợp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Xin Chúa lắng nghe lời cầu xin của chúng ta
và cho bà Maria được hưởng hạnh phúc với Chúa trên nước trời, vì bà đã mong ước khi còn sống ở trên trời ra đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sáng lòng Cha chỉ đến đi Cha để nhận dõi đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin Cha để xa chưa cam dỗ nhưng tiêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính nơi Chúa Trời là Cha phép thắp vô cùng hướng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi các Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống tai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu đàn đời quan phong chiêu phi la tô chiêu đồng thanh trinh thầy thánh thơ thế mà tam sát xuống một tổ tông thầy thứ ba, bởi trong kẻ chết và sống lại đến trời cơ đến yêu đức Chúa Cha phép pháp vô cùng ngày sau với trời lại xuống ban xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tìm kính đức Chúa Thánh Thần, tôi tìm có hội thánh thần có ở các thế này các thánh thông không, tôi tìm các ta tội, tôi tìm xác loài người ngày sau sống hay tôi tìm hằng sống vậy. Amen. Sự sống thay chỉ ai đổi mà không mất đi, lúc con người nằm nghiêng giấc ngủ bằng nhân đây rồi là thấy tương lai chọn kia người đây không còn nữa bán đồ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong xưa chẳng có nỗi buồn đêm mãi niềm vui. Sự sắp bấm bán nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không bấm nhưng chỉ đổi thay. Thưa linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa chúng con từ dấu thánh giá, xin Chúa chúng con cho vào cửa thờ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
tràn tâm hồn trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Chất ngất bao tình mến, Chúa vẫn luôn ngày đêm, dù thương không bến bờ. Xin dâng Cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Mong manh quá thôi, người
Thôi người ơi,
kính nhờ kiểu kính thưa tăng quyến của một bạn gia đình bạn Xuê, được tin Chúa đưa bà cụ Maria về với Chúa. Nay tất cả các bạn đại diện trong lớp hiện diện nơi đây cũng như vắng mặt đều trước hết là đến thành kính phân ưu cùng gia đình tăng quyến, rồi cách riêng đối với người Công giáo chúng ta tin vào niềm hy vọng và sự sống lại và sự sống vĩnh cửu. Thế nên tất cả chúng ta quy tụ về đây hiệp thông với nhau sẽ là để cầu nguyện cho bà Maria sớm được hưởng nhan thánh Chúa và cầu nguyện cho gia đình được vượt qua những lúc đau thương mất mát này. Trong niềm tin đó, ở đây chúng ta cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh lớn, Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để chúng Cha chưa cam dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha vẽ ta vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria, đồng trinh chiêu nam đời quan con Phi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá chết mà tham xa xuống ngục tố tông ngày thứ ba mới trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên yêu Đức Chúa Cha phép ta vô cùng ngày sau với trời lại xuống phát xét kẻ sống và kia chết. Tin kính Đức Chúa Thánh Thần tôi tin qua hội thánh hẳn có ở khắp thế này qua thánh thông công tôi tin phép tha tội. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai vôi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Thì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho nên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thật. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn ra khỏi tù cùng để được kỷ niệm, Amen. Hãy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng hướng đến các linh hồn nơi huyệt ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu oan cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn hãy được siêu sanh vô cùng bằng soi soi. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn Maria qua chốn âu sầu. Xin vì đơn việc đơn lữ đồng trinh mà Chúa giơ tay giật tắt lửa hồng lung đau vô cùng đớn. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn Maria chúng con qua chốn âu sầu. Xin vì ông nghiệp được lữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh Maria chúng con qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp lực lửa đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung đau vô cùng đớn đau.
chúng con trong cái ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ con đời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn nơi nơi đường chân hiểu biết sáng mắt chúng con nỡ hồi sự thánh Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thánh cực tin ra thánh Đức Bà Maria. Lạy đồng thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Thank you.
nở tươi, sớm mai đã vội tàn phai. Phú quý trần ơi, vì sao cứ đi tìm mãi? Người ơi, người có hay lợi danh rồi trắng tay, đắm say thú vui vì đâu, bỏ quên vũng lộng đời sau.
trong Chúa mà thôi.
bên Chúa. Hồn con mong về bên Chúa, bước chân đi qua tháng năm vội vàng, có tiếng cười buồn vui kiếp người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Hôm qua đây còn nhiều tính toán, nhưng hôm nay bỏ lại thế gian, cho con được về bên Chúa là nguồn vui. Chỉ có Chúa mới là niềm vui đích thực, chỉ có Chúa mới là tình yêu tuyệt đối, chỉ có Chúa trở về
thương con đêm ngày gọi về với ngài thôi. Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho lạy Chúa. Xin cho con luôn cậy trong phó thác, kiếm tìm tình yêu Chúa mà thôi. Chúa là suối nguồn tình yêu. Vì Chúa thương con nên ngài tạo tâm, vì Chúa thương con nên ngài gọi về. Chúa thương con nên ngài tao thắng, vì Chúa thương con nên ngài gọi về với ngài thôi. Vì Chúa thương con nên ngài tao thắng, vì Chúa thương con nên ngài gọi về với ngài thôi. Vì Chúa thương con nên ngài tao thắng, vì Chúa thương con nên ngài gọi về với ngài thôi. Vì Chúa thương con nên ngài tạo thắng, vì Chúa thương con nên ngài gọi Kính thưa linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Nhung, kính thưa gia đình Tam Quyến. Hôm nay chúng tôi nhận được tin cụ Maria Nguyễn Thị Nhung do tuổi cao sức yếu được về theo Thiên Chúa. Thay mặt Hội Cựu chiến binh xã Chi Thủy, chúng tôi có sửa vòng hoa tươi nén nhang trầm đến để kính viếng linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Nhung, đồng thời chia buồn cùng gia đình Tăng Quyến. Kính thưa gia đình Tăng Quyến, cụ Maria Nguyễn Thị Nhung là thân sinh ra đồng chí Nguyễn Văn Xê, hiện nay là ủy viên ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Chi Thủy, là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh thôn Hòa Nguyên. Trước tình cảm sâu sắc đó, thay mặt ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, chúng tôi đến để kính viếng linh hồn cụ và chia buồn cùng gia đình Tam Quyến. Đề nghị các đồng chí trong ban chấp hành Hội Cựu chiến binh, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho cụ Maria Nguyễn Thị Nhung. Phút mặc niệm bắt đầu. Tôi cũng thay lời cho gia đình Tam Quyến xin chân thành cảm ơn các ông trong hội cựu chiến binh xã Chi Thủy. Cũng dù là các ông cũng là bận, rất là bận về công việc gia đình cũng như công việc xã hội, nhưng các ông cũng dành một chút thời gian dành đến để gia đình để thắp nén hương thơm kính viếng thân hồn cụ. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn, cũng thưa với các ông ngày mai là 7 giờ sáng mai là đưa 6 rưỡi là đưa bà vào trong nhà thờ để nhà dân thánh lễ và cô sau này đưa về đây ăn nghỉ cuối cùng. Sau khi là mời các ông đến để 6 rưỡi của ông đến gia đình được đi rồi, sau đó cũng phải đến nghỉ cuối cùng thì mời các ông về gia đình ăn bữa cơm chung chia những nỗi mất mát của gia đình. Xin chân thành cảm ơn và kính mời tất cả các ông và bạn chào để trở về nước. Thank you.
con chào đời, Ngài cho con tiếng khóc. Dạ từ cuộc đời Phật gióng reo tiếng khóc cô liêu. Tình đời ai có đổi thay, thời gian dẫu có qua đi, ôi ta thân phận người kiếp gióng reo ngậm ngùi giữa đêm dài cô liêu. Chỉ còn hơi ấm Chúa trong tim cho người nằm đơn côi tình đời xa. Chúa ơi, bao giờ Ngài dẫn con đi, đi về quê cha mong chờ. Phù du là phận người, trăm năm như chớp mắt thôi, công danh như nước trôi qua cầu, đời con trôi về. Trong rêu bão tố cho dù tình đời đổi thay mau vẫn cứ thương đau. Mặt trời rồi sẽ mọc lên, tình thương Chúa dẫn con đi, tin yêu không ngại ngùng bước chân đi ngàn trùng giữa đêm dài tăm tối. Tình yêu như chiếc lá ru cây, rao đời buồn vui thay, tình này ai hay. Chúa ơi, bao giờ Ngài dẫn con đi, đi về quê cha mong chờ. Phù du là phận người, trăm năm như chớp mắt thôi, công danh như nước trôi qua cầu, đời con trôi về đâu.
trăm năm như chớp mắt thôi, công danh như nước trôi qua cầu, đời con rồi về. Chuôn con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xúc con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồn sóng đại dương. Dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lâm tấm thân con. Trong gian chuôn con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã về Chúa tự nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn con tin cậy nơi Chúa vẫn chung kia. Kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Và Chúa đã nghe tiếng con.
biết tôi tìm đến nước Chúa Thánh Thần, tôi tìm có hội thánh hằng có ở khắp trên này ta thánh cầu công, tôi tìm nước ta hội, tôi tìm xa ngoài người ngày sau sống này, tôi tìm hằng sống vậy là cho liếc vì người thật nhân này hay thương vô cùng.
xé ra hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người khai thải. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn ra khỏi tù ngục và được yên amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã ban dạy rằng con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn ở địa ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu vang cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho thiên đàng. Thank you.
Maria. Xin cầu cho Maria, người mang thánh Teresa hay đồng Giêsu. Xin cầu cho Maria, người mang thánh tứ đạo Việt Nam. Xin cầu cho Maria. Tôi cũng xin thay lời cho gia đình Tăng Quyến cũng là rất xin chân thành cảm ơn các ông các bà trong ban kèn và các ông trong ban trống. Mặc dù rất công việc rất gia đình rất bận nhưng vẫn dành thời gian bớt chút thời gian để về gia đình đây cũng có tiếng kèn, tiếng trống và lời kinh để cầu nguyện cho bà Maria. Vậy tôi cũng chân xin chân thành cảm ơn và cũng xin thưa với báo cáo với tất cả các ông trong ban kèn cũng như là ông bà trong ban kèn ăn trống cũng được sự ưu ái của cha xứ cũng cho là ngày mai là 7 giờ mà cha dân thánh lễ là cầu nguyện cho bà Maria lần cuối cùng. Gia đình thì cũng thống nhất là 6 giờ là ở nhà là đưa là bà đi tôi là cũng thay mặt gia đình là xin là mời tất cả các ông các bà trong ban kèn và các ông trong ban trống là đúng 6 giờ sáng ngày mai đến gia đình ăn trầu uống nước rồi đưa bà Maria vào trong ngôi thánh đường. Sau nữa, người lại đưa tiếp bà Maria ra nơi ăn nghỉ cuối cùng. Vậy tôi cũng xin chân thành cảm ơn. Và cũng xin mời tất cả các ông các bà trong ban kèn cũng như các ông trong ban chấu ra bàn trà uống nước. Xin chân thành cảm ơn. Con không còn gọi tiếng mẹ ơi, từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà con chẳng còn thấy mẹ đợi con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly, mẹ đã đi rồi cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi, mẹ đã ra đi, đi về nước trời là chính quê hương mẹ hằng trông đợi suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn.
trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đón viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ khôn, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời là chính quê hương mẹ hằng trông đợi suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ dù sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn. Trong lòng con thương nhớ mẹ,
vẫn biết giờ phút mẹ về trời cao là khi hương phúc rất dài, mà sao con vẫn mệt mỏi. Chúa chính là người mẹ của con, Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình sâu thương cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Con hằng nhớ từng tiếng mẹ hiền hát ru, nhịp vọng nhẹ nhàng đôi bờ, cho đời con bao ước mơ. Con hằng nhớ chiều sớm mẹ dìu đoàn con, nhịp chân về chốn thánh đường, tụng ca dành Chúa tình thương. Chúa chính là người mẹ của con, Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình son thương cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Chúa mẹ hằng khấn nguyện cho đoàn con luôn vững lòng trong tình Chúa, hạnh phúc chẳng hề đổi thay. Mẹ con gặp gỡ sum vầy, niềm tin kiên vững chẳng lay. Chúa chính là người mẹ của con, Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình son thương cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Vâng, để tiếp theo chương trình đại diện ban tổ chức tăng lễ xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu chi bộ và cán bộ dân thôn Hoàng Liên do Đại Văn Quanh trưởng thôn làm trưởng đoàn vô cùng có vòng hoa tươi và cây nến sáng nén hương trầm vào kính viếng linh hồn Maria. Xin trân trọng giới thiệu
Alo. Để đảm bảo thời gian tiễn đưa cụ Maria và nhà thờ cha xứ dân thánh lễ, thay mặt địa phương tôi xin mọi người có mặt tại Tam Quyến đứng lên cùng địa phương làm lễ truy điệu. Kính thưa hương hồn cụ Maria Nguyễn Thị Nhung, kính thưa gia đình Tam Quyến, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân có mặt tại Tam Quyến. Hôm nay ngày 23 tháng 8 năm 2024, trước giờ phút bùi ngùi liêu luyến tiễn đưa cụ Maria về nơi an nghỉ cuối cùng, được sự thống nhất cùng gia đình Tam Quyến, ban lãnh đạo địa phương, chi bộ thôn Hồng Nguyên thành lập ban tang lễ gồm các ông bà sau đây: một ông Lại Văn Oanh, trưởng thôn làm trưởng ban; hai ông Nguyễn Trọng Tấn, trưởng ban công tác mặt trận; ba ông Đào Sơn Quý, phó thôn; bốn bà Đại Thị Tâm, đội trưởng đội sản xuất làm phó ban; năm các ông bà là trưởng các ban ngành đoàn thể của địa phương cùng về tham dự buổi lễ tang và tiễn đưa cụ Maria. Hôm nay còn có các đoàn thể như hội Kẻ Đồng thôn Hà Nguyên, các cụ ân nhân họ hàng nội ngoại gần xa cùng bà con nhân dân trong làng ngoài xã đang hiện diện nơi đây. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, trong giây phút đau thương lưu luyến khi cụ Maria thoát thải chia xa cộng đoàn, xin cộng đoàn hồi tưởng lại thời gian khi xưa cụ Maria còn đang vui sống với gia đình và cộng đoàn yêu mến. Cụ Maria Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1947, dưới lính Che Làng xưa, cụ xuất thân là người hiền lành, chịu khó lao động dưới mái ấm gia đình, luôn chăm chỉ tận tạo sớm khuya để chăm lo cho con cái. Với tinh thần và nghị lực vươn lên, cùng bà con xóm làng đoàn kết chia sẻ, cùng nhau xây dựng và phát triển cuộc sống ngày càng đổi thay. Hôm nay Thiên Chúa đã gọi cụ Maria về, từ bỏ trần gian về với Chúa, được sum vầy cùng các bậc tiền nhân. Kính thưa cộng đoàn, sau đây tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Trọng Tấn, trưởng ban công tác mặt trận, bí thư chi bộ, lên đọc lời biếu. Ban công tác tổ chức tang lễ xin mời ông Nguyễn Văn Đệ có lời tri ân cùng quý cộng đoàn. Sau đó phần ti quan giao lại cho gia đình và xóm nhà thực hiện. Kính thưa hương hồn cụ Maria Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1947. Kính thưa toàn thể gia đình Tam Quyến, kính thưa các đồng chí đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể thôn Hoàng Nguyên. Trong lúc cán bộ và nhân dân thôn Hoàng Nguyên đang ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình, xây dựng quê hương, chào mừng ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9, thì nhận được tin cụ Maria do tuổi cao sức yếu, bệnh trọng không qua khỏi, trở về cùng Chúa. Trước linh hồn cụ, ban lễ tang thôn Hoàng Nguyên cùng chi bộ thôn Hoàng Nguyên và các ban ngành đoàn thể trong thôn có vòng hoa tươi, nén hương thơm đến kính viếng hương hồn cụ và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Tam Quyến. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em, bạn bè, thân bằng cố hữu,
nội ngoại gần xa và gia đình tang quyến. Kính thưa toàn thể nhân dân đang có mặt trong buổi tang lễ ngày hôm nay, cụ Maria do tuổi cao sức yếu, bệnh trọng nên cụ đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng vào hồi 12 giờ 10 phút ngày 21 tháng 3 năm 2024, tức ngày 18 tháng 7 năm âm lịch, cụ hưởng thọ 77 tuổi. Cụ mất đi là sự mất mát to lớn với gia đình, làng xóm, quê hương thôn Hoàng Nguyên, là sự đau thương vô hạn đối với các con, các cháu của cụ. Cán bộ và nhân dân thôn Hoàng Nguyên xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình tang quyến, cầu mong cho linh hồn cụ sớm về hưởng nhan thánh Chúa. Hôm nay, địa phương cùng các ban ngành đoàn thể trong thôn, bạn bè thân bằng cố hữu, nội ngoại gần xa tập trung tại đây tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và đưa cụ vào nhà thờ để cha xứ dâng thánh lễ an táng cho cụ. Kính thưa toàn thể tang lễ, cụ Maria sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương thôn Hoàng Nguyên. Khi còn nhỏ, cụ được bố mẹ nuôi dạy cho ăn học, lớn lên xây dựng gia đình với cụ ông. Hai cụ sinh hạ được 6 người con, 3 người con trai và 3 người con gái. Các con của cụ đều đã trưởng thành và là những công dân tốt. Cụ là một người công dân tiêu biểu đối với các đoàn thể. Cụ là một hội viên gương mẫu trong gia đình. Cụ là người vợ, người mẹ, người bà, người cụ, mẫu mực bao dung, hết lòng vì tương lai con cái. Với bạn bè, những người trong xóm ngoài làng, cụ luôn hòa nhã, sống có trách nhiệm, nhiệt tình với mọi công việc, được mọi người quý mến. Cụ Maria là niềm tự hào to lớn đối với các con, các cháu về sự quán xuyến tảo tần. Tất cả những công sức của cụ không chỉ mang lại sự phát triển chung của địa phương, của xã hội, mà còn để lại cái đức lớn cho con cái mai sau. Nay do căn bệnh quá hiểm nghèo, cụ đã không qua khỏi và tự biệt cõi trần, từ biệt người thân. Cụ ra đi trở về cùng Chúa. Cụ ra đi để lại nỗi đau thương mất mát không có gì thay thế được cho các con, các cháu của cụ, niềm tiếc thương thật là vô hạn. Cụ mất đi, thôn làng thôn Hoàng Nguyên mất đi một người công dân tiêu biểu, các chi hội đoàn thể mất đi một hội viên gương mẫu, xóm làng mất đi một người bạn ân cần gần gũi. Kính thưa linh hồn cụ Maria, thế là chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ phải chia tay và vĩnh biệt cụ mãi mãi, tiễn linh hồn cụ về với Chúa, về với ông bà, tổ tiên. Để vui với nắng sớm mây chiều, tình đời đứt đoạn, nỗi đau thương khôn cùng, với đạo đức và công lao của cụ, gia đình, làng xóm, ai ai cũng lưu luyến tiếc thương. Kính thưa gia đình tang quyến, trong giờ phút đau buồn tiếc thương vô hạn này, chúng tôi thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Hoàng Nguyên xin chia sẻ với gia đình nỗi đau thương mất mát lớn lao này. Mong gia đình và người thân nén đau thương, giữ gìn sức khỏe, ổn định cuộc sống. Nguyện cùng cán bộ và nhân dân thôn Hoàng Nguyên đoàn kết một lòng để xây dựng gia đình ấm lo hạnh phúc, thôn làng văn minh. Xin kính chúc cụ yên giấc ngàn thu, cụ sống khôn, thác thiêng, phù hộ độ trì cho các con, các cháu, cho người thân và nhân dân luôn khỏe mạnh để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Trước bàn thờ khói hương bay tỏa để tưởng nhớ đến linh hồn cụ và vĩnh biệt cụ mãi mãi, tôi đề nghị tất cả mọi người có mặt trong buổi tang lễ ngày hôm nay hãy dành một phút mặc niệm vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu.
cảm ơn lãnh ban lãnh đạo địa phương cùng toàn thể các ban ngành trong địa phương cũng như hội kèn, hội trống và toàn thể bà con trong xóm và ngoài xóm đã đến để chưa hết là tham dự lễ chi điệu rồi tiễn đưa cụ Maria vào nhà thờ để tham dự thánh lễ, sau đó lại tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy tôi xin đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Oh, God.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em,
chúng ta hiện diện trong ngôi nhà thờ của giáo xứ lúc này để cùng với bà Maria Nguyễn Thị Nhung cử hành thánh lễ cuối cùng trong tư cách của một Kitô hữu. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho bà để khi bà ra trước tòa Chúa, bà được hưởng lòng thương xót của Đấng đã nói ta là tình yêu. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho tang quyến trong việc tổ chức an táng cho người thân của mình. Đến như xưa, chính Chúa Giêsu đến để yên ủi gia đình của Maria và Martha khi em của họ là Lazaro qua đời, thì xin Chúa cũng hiện diện nơi gia đình để an ủi và mang lại sự bình an. Trong thánh lễ này, chúng ta xin Chúa đón nhận những lời cầu xin của chúng ta, đặc biệt cho linh hồn Maria. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Đức bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Hôm nay bà Maria Nguyễn Thị Nhung là người tín hữu Chúa và là người chị em của chúng con đã cùng an giấc với Đức Giêsu Con Một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho bà được cùng sống lại với người. Vì vậy, chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho bà được chia sẻ vinh quang với Đấng đã từ có chết sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ông Job. Bấy giờ ông Job lên tiếng: có ai giúp tôi viết lại lời tôi? Có ai thay tôi dùng bút sắt, bút đồng chép lại, khắc vào đá để lưu giữ muôn đời? Tôi biết Đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và cuối cùng tôi sẽ đứng dậy trên bụi đất. Sau khi lớp da của tôi bị tan lát, từ xác lầy tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa của tôi. Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn Ngài và nhận ra Ngài chứ không phải ai khác. Đó là lời Chúa. Chúa chân dắt tôi có
còn thiếu thốn điều chi. Trên đồng cỏ xanh gì Ngài tha tôi an bình nghỉ ngơi. Bên suối mát nước ngọt sạch trong, thỏa lòng tôi tháng ngày đời mong. Linh hồn tôi Ngài dưỡng lo đầy. Tôi bước đi trên đường nối chính lèo ngay, lánh xa lối gian tà, vì dành thanh chính trực ái nhân. Dù lung tôi hô sâu vực thăm, luôn có Chúa bên mình phù giúp. Cây gậy thiêng Ngài dẫn đưa đường. Chúa thiết con yến tiệc, đầy món quý vật ngon trước mặt những quân thù, rình rập luôn mưu hại đến con. Ngài ban cho ly rượu đầy chan, lòng hơi ấm ân tình tràn lan. Trên đầu có còn sức thơm dầu, con lừa Chúa chẳng phát dường thôi. Đâu là con yêu con điều chi. Chúa mãi luôn nấm yêu, trong tình nghĩa thăm lòng sâu. Muôn hồng phúc an lành ngày và đêm tuôn đổ chứa chan, con vui sướng cư ngụ nhà Chúa. Trong cung thánh uy nghi lộng lẫy, tới thời gian thực rất lâu dài. Bài trích sách Khải Huyền. Tôi là Gioan, tôi đã thấy trời mới và đất mới, vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi đã thấy thành thánh Jerusalem từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn từ ngai vàng phán ra: Này là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người, và Người sẽ ở với họ, và họ sẽ là dân của Ngài, và Thiên Chúa sẽ ở với họ là Thiên Chúa của họ. Ngài sẽ lau sạch nước mắt của họ, sự chết sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ, bởi vì các việc cũ đã qua đi. Và đấng ngự trên ngai phán: Này đây, ta đổi mới mọi sự. Chính ta sẽ cho kẻ khác được uống từ mạch nước sự sống mà không phải trả tiền. Ai chiến thắng sẽ nhận được những điều đó làm gia nghiệp, và ta sẽ là Thiên Chúa của nó, và nó sẽ là con của ta.
Đó là lời Chúa. Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng: Tất cả những ai Cha đã ban cho tôi sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không xua đuổi ra ngoài. Vì tôi đã từ trời xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những ai mà Ngài đã ban cho tôi không để mất người nào, nhưng tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang ở trong tháng 7 âm lịch, tháng mà dân gian người ta gọi là tháng cô hồn. Cô hồn có nghĩa là những linh hồn mồ côi, những linh hồn không được cho ăn uống, những linh hồn đói khát, cứ phải lang thang hết chỗ này đến chỗ kia. Và những linh hồn ấy quấy quất người còn sống. Cho nên là người ta bảo rằng trong tháng 7 này thì làm cái gì cũng phải cẩn trọng, kẻo các cô hồn quấy phá. Có người còn bảo rằng đi chơi còn thiệt, huống gì là đi buôn. Cho nên ấy là ở dân gian người ta kiêng làm lụng, kiêng buôn bán, kiêng những việc quan trọng trong tháng 7. Trừ khi bất đắc dĩ không thể làm gì được thì phải thực hiện trong tháng 7. Chúng ta là những người công giáo, chúng ta không tin điều ấy. Chúng ta không tin điều ấy là bởi vì trong niềm tin của chúng ta thì không có cô hồn, cũng không có vong hồn. Vong hồn hay cô hồn, đó là linh hồn của người chết còn ở trên thế gian này và quấy quất người sống. Còn chúng ta không tin cái điều ấy là bởi vì tất cả mọi loài đều thuộc về Chúa, nhất là con người. Cho nên khi một người nhắm mắt xuôi tay, thân xác của họ còn ở đấy, nhưng linh hồn của họ thì đến trước tòa Chúa để đón nhận sự phán xét. Và không chỉ linh hồn của người công giáo, mà linh hồn của bất cứ con người nào khi chết cũng sẽ phải đến trước tòa Chúa. Bởi vì trong niềm tin của chúng ta, Thiên Chúa là chủ của vạn vật. Không phải chỉ là Thiên Chúa của người công giáo, mà là Thiên Chúa của vạn vật. Cho dù là tin hay không tin, cho dù theo đạo nào hay đạo này hay đạo kia, thì đều nằm dưới quyền cai trị của Thiên Chúa. Và khi mà người ta nhắm mắt xuôi tay kết thúc cuộc đời này, thì cho dù anh ở đạo nào đi nữa cũng sẽ đến trước tòa Chúa để đón nhận sự phán xét.
với những người đã được trao ban cho kho tàng là lời Chúa và các bí tích, đã được trao ban cho những ân sủng, đã được trao ban cho sự sống ở đời này qua bí tích rửa tội, sẽ phải trả lẽ về những gì mình đã đón nhận. Còn những người không được trao ban cho những quà tặng ấy thì họ bị tra hỏi về đời sống, về những gì họ đã làm hay không làm theo sự mách bảo của lương tâm. Thế cho nên trong niềm tin của chúng ta không có cô hồn, không có phong hồn, nhưng có sự phán xét, có đời này, có đời sau, có sự sống đời này và sự sống đời sau. Sự sống đời này chỉ là sự sống tạm, còn sự sống đời sau mới là sự sống vĩnh cửu. Chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho người đã qua đời là chúng ta xin cho người đã qua đời được hưởng lòng khoan dung của Chúa trong lúc phán xét. Và chúng ta dám hy vọng vào điều ấy bởi vì chúng ta kêu cầu lên Thiên Chúa nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Chúng ta lại kêu cầu với tư cách của một người con. Mà với chúng ta thì khi con cái khẩn xin với bố mẹ, cho dù khó tính đến mấy, chúng ta vẫn động lòng trắc ẩn. Thế mà Thiên Chúa là Cha nhân lành vô cùng, chúng ta tin rằng những lời cầu xin của chúng ta sẽ được Chúa nhận lời. Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn cầu xin luôn luôn là bởi vì việc cầu xin này nhắc chúng ta về niềm tin của chúng ta, nhắc chúng ta về sự sống đời đời mà chúng ta sẽ hướng đến, và nhắc chúng ta về cái điều mà Đức Giêsu đã quả quyết: ai tin vào tôi thì sẽ có sự sống đời đời. Tin cho nên chúng ta cầu xin, tin cho nên chúng ta thờ phượng, tin cho nên chúng ta làm những việc mà đức tin mách bảo cho chúng ta. Xin Chúa đón nhận lời cầu xin của chúng ta qua thánh lễ này, mà đón nhận linh hồn Maria và hưởng sự sống trong nước Thiên Chúa. Bà không có lang thang ở nơi này nơi kia, bà không phải là một vong hồn ở chỗ này chỗ khác như người ta vẫn tin, nhưng là con cái của Chúa và được hưởng sự sống của chính Thiên Chúa. Đồng thời khi cầu nguyện cho người đã qua đời, chúng ta cũng nhắc nhớ về cái điều căn bản ấy: chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta phải trả lẽ trước tòa Chúa về những gì mình đã nghĩ, đã nói, đã làm ở trên trần gian này. Và vì thế mà chúng ta cần phải điều chỉnh những suy nghĩ, lời nói và việc làm ấy cho hợp với tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đã quả quyết: ai tin vào ta thì sẽ có sự sống đời đời. Chúng ta hãy giữ vững niềm tin ấy và làm cho niềm tin ấy luôn cháy sáng trong cuộc đời của chúng ta. Anh chị em thân mến, trước cái chết của Lazaro, Chúa Giêsu đã mặc khải người là sự sống lại và là sự sống. Hôm nay khi chúng ta dâng lễ an táng cho bà Maria, một người thân yêu của chúng ta cùng tin tưởng phó thác và dâng lời cầu xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn trung tín, giao giảng Chúa Kitô đã chết và sống lại, để mọi người được đón nhận tin mừng cứu độ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con người trong thế giới hôm nay, khi đối diện với đau khổ, sự dữ và sự chết, được tìm thấy lời giải đáp trong ánh sáng của Đức Kitô và lời giao giảng của Hội Thánh Người.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho linh hồn Maria, sau khi đã hoàn tất cuộc đời mình ở trần gian, giờ đây được Chúa xót thương và đưa vào hưởng phúc quê trời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho các thân bằng quyến thuộc và cả cộng đoàn hiện diện được thêm vững tin vào Chúa là nguyên thủy và cùng đích mọi loài. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa đã thực hiện những việc kỳ diệu khi làm cho Đức Giêsu con Chúa sống lại từ kẻ chết. Giờ đây xin Chúa thương chấp nhận lời chúng con kêu cầu mà ban sức mạnh và nâng đỡ con người yếu hèn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để cầu cho bà Maria được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, bà đã vững tin Đức Giêsu con Chúa là vị cứu tinh nhân hậu. Thì giờ đây, xin Chúa cho bà được thấy rằng Người cũng là vị thẩm phán khoan dung, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình Người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết. Hơn nữa, một mình Người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa là Thiên Chúa cả. Chúa là Chúa trên cả mặt trời. Chúa tôi
danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Maria Nguyễn Thị Nhung mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hân năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho việc hòa mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô cho chúng con sắp lên nhận thêm lại chương trình. Lạy trên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con cho con được sống. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Đức Giêsu con, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích thánh thể làm lương thực đi đường, giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa. Ước chi nhờ bí tích này, người chị em tín hữu của chúng con là Maria Nguyễn Thị Nhung được vào nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chiều hôm nay chúng ta vẫn có lễ lúc 6 giờ. Sau đây chúng ta cùng hướng về linh cữu để cử hành nghi thức tiễn biệt cuối cùng. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta nài xin cho thi hài người tôi tớ Chúa là Maria mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn tôi tớ Chúa được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để tôi tớ Chúa được cứu độ và được giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng chăn chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, để đáng hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi nào ai rơi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thầy. Lạy Chúa xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin kêu lấy các linh hồn ra khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Chúa đã phán dạy rằng con hay xin thì con sẽ được, vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng đến các linh hồn ở luyện ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn. Lạy Cha đất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người chị em chúng con trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn người này sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết.
cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau. Đời ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con trong cõi ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin che chở cho bỏ lời chúng con nguyện trong con gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh Sáng Lang. Xin thương xót chúng con. Xin cầu cho 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 chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Thank you.
sinh để sống luôn yêu thương mọi người, một đức tin trung kiên tuyệt vời. Chỉnh chân đi. Chưa cân đâu. Chúa đã an nghỉ trong mồ 3 ngày, hầu thánh phá phần mộ mọi tín hữu Chúa, để đang khi còn mang lằng thân xác bụi trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi được Chúa cho sống lại trong ánh sáng thánh nhan Chúa, và được nhìn xem ánh sáng vĩnh viễn trên trời. Chúa hằng sống hằng trị muôn đời. Amen. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người làm yên giấc ngủ, màn tâm dài rồi lại thấy tương lai. Chọn kia người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa có lối buồn đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao người chọn nhiều kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi tới tớ Chúa là bà Maria ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Xin chúng ta xin gửi lại xác tôi tớ Chúa cho lòng đất, để tôi tớ Chúa trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại, Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta lên giống thân xác sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin trao gửi Người, bà Maria chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Người, và cho thân xác tôi tớ Chúa được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người bà Maria của chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro chết. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thương lau sạch nước mắt những thân bằng quyến thuộc của người quá cố. Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa đoái thương ban cho linh hồn bà Maria được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người kẻ trộm có lòng hối cải. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương linh hồn bà Maria vào nước trời. Nhận lời chúng con. Chúa đã cho linh hồn bà Maria được ghi ấn tín trong nước rửa tội. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương cho linh hồn này được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng tôi tớ Chúa là bà Maria trong tiệc mình máu thánh Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương nhận linh hồn này vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương cho chúng ta đang thương nhớ bà Maria được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sang nước Cha chỉ đến, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha hôm nay lương thực hàng ngày và tha lỡ con cũng tha kẻ có lỡ chúng con, xin chớ để trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa là bà Maria đã qua đời mà tha phạt các hành vi của tôi tớ Chúa. Khi còn sống, tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì ở trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ Chúa được sum họp với hàng ngũ các tiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn bà Maria được nghỉ yên muôn đời. Amen. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn bà Maria. Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn nhau trong nước trời. Tôi đã nhận được lệnh ra đi, xin chúng tôi may mắn anh em, xin để lại anh em một lời yêu thương nhau mãi mãi anh em. Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn nhau trong nước trời. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rồi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân nước Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn ra khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng
con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương lên các linh hồn ở luyện ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn Maria chúng con qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn Maria chúng con qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau. Như anh cha và con và thánh thần. Amen. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh giá xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù. Như anh cha và con và thánh thần. Amen. Ôi mẹ ơi, tôi vẫn có thật nhiều bạn dễ thân. Nhưng khi cha tôi mất hoặc mẹ đã khuất xa, ôi sao bơ vơ quá, biết tìm đâu mẹ cha. Vì mẹ cha tôi đó một đời sống cho tôi, một đời dưỡng nuôi tôi, một đời giàu yêu tôi, là phúc đức ơn trời để cho tôi làm người. Giả như tôi đưa tiễn một người tình rất hiền thì phôi pha năm tháng thường đau rồi cũng tan. Nhưng khi cha tôi mất hoặc mẹ đã khuất xa, ôi sao bơ vơ quá, biết tìm đâu mẹ cha. Vì mẹ cha tôi đó một đời sống cho tôi, một đời dưỡng nuôi tôi, một đời giàu yêu tôi, là phúc đất ơn trời để cho tôi làm người. Tay trắng chẳng đìa vì danh vọng thì
yên tâm cố gắng, không bao giờ luống vòng. Nhưng khi cha tôi mất hoặc mẹ đã khuất xa, ôi sao bơ vơ quá, biết tìm đâu mẹ cha. Vì mẹ cha tôi đó, một đời sống cho tôi, một đời dưỡng nuôi tôi, một đời giàu yêu tôi, là phúc đất ơn trời để cho tôi làm người. Già như tôi có mất một người bạn ân cần, thì quanh tôi vẫn có thật nhiều bạn dễ thân. Nhưng khi cha tôi mất hoặc mẹ đã khuất xa, ôi sao bơ vơ quá, biết tìm đâu mẹ cha. Vì mẹ cha tôi đó, một đời sống cho tôi, một đời dưỡng nuôi tôi, một đời dấu yêu tôi, là phúc đất ơn trời để cho tôi làm người. Thank you.
không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, qua bao ngày tròn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời thì nắng sống này. Bao nhiêu lần đưa tiếng ngậm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này, dù sống hay chết tin ngày mai, sự sống không mất.